Wagner tên là tranh cá 3D pháp luật, hỏi là nếu Nam Cộng và Bắc Cộng đánh nhau bằng quân sự thì người dân Việt Nam phải làm như thế nào? Khỏi khỏi trả lời dữ, tụi nó khỏi trả lời dữ. Hai thằng cứ đánh nhau, bây giờ hỏi mình đứng thằng nào khó quá. Cái bạn này á, bạn hay câu chim tàu, bạn tưởng tượng, bạn tưởng tượng giống như thiệt vậy, bạn chỉ cho tôi coi đó, giờ Nam Cộng với Bắc Cộng nó có quýnh lộn với nhau lần nào, nó có mít lòng, nó có quýnh lộn nhau lần nào? Tôi thấy có một lần một á, tụi nó mít lòng với nhau mà gọi là mít lòng lắm luôn á, nhưng mà thay vì tụi nó quýnh lộn á thì tụi nó gài bẫy cho nhau chết, chứ nó không muốn quýnh nhau. Anh muốn nói cho mậu thân nha. Dạ đúng. Nó thấy thằng Nam Cộng mạnh quá, Nam Cộng nó được Xô Cộng ủng hộ, cái Bắc Cộng thì Tàu Cộng ủng hộ á. Nói Nam Cộng mạnh quá, Liên Xô nó muốn thổi Nam Cộng lên, Chơi cái đó chơi đập thiệt nó á, tính tới anh đi đánh chơi. người mấy à, nó chơi tổng tấn công nổi dậy mẫu thân, mấy Nam Cộng ngu chết mẹ ra rồi bị luộc á, chết trơn. Nó giết dân không, mấy Nam Cộng giết dân không có giết được tướng tá Mỹ nào đâu, tức quá giết dân rồi, đào đào lỗ chung sống dân rồi, cái mang tội tới bây giờ mấy diệt chủng đó các anh chị, sau này tội xử tội diệt chủng đã luôn, đã nương luôn, nhớ xử cho tôi xử cho tôi ngồi đi thẩm nhân dân. Mấy Nam Cộng nó mang tiếng diệt chủng muôn đời không rửa được, mà nó bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa của mình với quân Mỹ giết, cũng gọi là giết như ngoé luôn, không ngóc đầu lên nổi. Tới năm 75 không đủ, năm thêm năm 79 nó dập thêm cái, nó lùa qua Miên mới, nó lùa qua lên phía Bắc mới cho Tàu giết nữa, cái bây giờ hết luôn, không còn lực lượng. Nam Cộng tuổi gì mà chống lại Bắc Cộng, các anh chị nghĩ tụi nó... Nam Cộng nó chỉ có một tài hơn Bắc Cộng đó, là nó đeo đảng Dân Chủ Mỹ bên đó. Cái này tôi nói rồi, đu càng mà cũng không biết lộn càng đâu, nó đu gãy càng. Bà Hillary năm 2016 bả, mà cái càng của bả mà tôi nói trúng tổng thống một cái là ở bên Việt Nam, các anh chị thấy tổng thống xuất hiện rồi đó, tôi nói thiệt với các anh chị họ tính hết rồi, mà sao cái càng bên Mỹ nó bị gãy. cái máy dân lận phiếu á anh chị, năm 2016 tự nhiên nó không hoạt động, thành ra ông nội Trump ông mới trúng, cho ông nội Trump là lót đường cho bà Hillary. Đảng Cộng Hòa nó cũng im im, nó cũng tính thổi bà Hillary lên, nó mới đưa ông Trump ra, ông Trump nó phải chính trị gia, Đảng Cộng Hòa nó thiếu gì chính trị gia, anh tỏ rành nè, nó tính đưa cái ông khùng khùng này lên. Đàn ông này á, là người dân người ta thấy ghét, người ta dân người ta không thích, người ta tưởng ông không có kinh nghiệm, người ta sẽ không bầu cho ông, người ta sẽ dồn phiếu cho bà Hillary, nó tính hết rồi. Ai nhà đâu mấy cái máy phiếu cho Hillary nó không hoạt động. Nửa đêm nó hư hết, nó không hoạt động. Và có một số người dân Mỹ gọi là người tính không bằng trời tính á, tự nhiên người ta thấy ô tao khoái mấy cái thằng tỷ phú làm chính trị hơn, tao chán mấy thằng chính trị gia rồi, bây giờ tao thấy mấy thằng tỷ phú làm chính trị tao khoái hơn, tao muốn cái gì đó mới mẻ, thế là người ta bầu cho ông Trump. Thành ra cái càng Mỹ nó bị gãy, thằng Nam Cộng nó đu càng mà nó đu gãy cái càng, thành ra nó lên làm tổng thống không có được, nó ruột. Các anh chị mới thấy về vườn làm người tử tế đấy. Là như vậy đấy, nó ruột mẹ cái càng đó rồi. Chỉ có một cái tài đó là giỏi, thì tuổi gì gọi là tuổi gì, cái năng lực gì mà đối đầu với tụi Bắc Cộng, chứ kể Bắc Cộng là do Bắc Kinh nó hỗ trợ nữa, các anh chị đừng có tưởng tượng quá. Và nếu như chuyện đó có xảy ra, tôi nói nếu như có chuyện đó xảy ra thì làm gì có chuyện thằng Bắc Cộng với thằng Nam Cộng đánh lộn với nhau. Tôi nói cái này chắc chừng 100 lần có. Nó sẽ lấy dân Nam đánh dân Bắc. Các anh chị làm ơn, các anh chị gõ gõ vô đầu mình, các anh chị tỉnh đi, không có thằng Cộng sản nào đi bắn lộn với nhau hết đó. Nó sẽ lùa dân Nam đi bắn lộn với dân Bắc, các anh chị hiểu ý tôi không? Bắn lộn với nhau xong hai thằng nó chia. Là vậy đấy. Tôi nói là vậy đó, tức là kiểu gì thì dân mình chết thì tụi nó không có chết, không có thằng Cộng sản nào đi bắn lộn nhau chết hết á, không có chuyện đó. Còn là nó nướng dân mình với nhau thôi, mà nếu có chuyện đó xảy ra thì các anh chị hỏi dân mình phải làm thế nào, các anh chị có thể làm thế nào, anh chị chống lệnh tổng động viên được không, chống lệnh nó bắn các anh chị trong nhà luôn. Nó tuyên bố tình trạng khẩn cấp, tuyên bố thiết quân lực, các anh chị chống lệnh tổng động viên được không, xách AK vào bắn luôn, bắt buộc phải xách AK đi bắn lộn. Thì các anh chị lâu nay gì thôi đừng có phản động, nó làm ăn đi, lo đóng thuế đi, lo nuôi con cái đi, thì bây giờ sẽ được chứng kiến con cái mình được tụi nó lùa ra bắn lộn nhau, nó dạy cho 3 bữa rồi đem ra bắn lộn, thậm chí còn chưa biết cây súng là cây gì nữa, cầm chưa biết cây súng là cây gì nó cầm ra bắn lộn rồi. Thì lúc đó thôi cứ lo làm ăn đi, đừng có chống đảng, rồi nhìn con cái mình có tương lai làm liệt sĩ á. Chứ các anh chị làm gì, các anh chị có thể làm gì, các anh chị có thể làm gì, các anh chị không thể làm gì, chỉ có Việt Nam Cộng Hòa trở lại thì các anh chị có thể làm bất cứ cái gì các anh chị muốn, thậm chí việc lật tổng thống cũng được, tao không thích tổng thống tao lật tổng thống, tao không thích chiến tranh tao thích tổng thống và bình, bầu tổng thống và bình lên, tao hiếu chiến mà tao thích chiến tranh tao bầu tổng thống hiếu chiến lên cho nó bất loạn cũng được luôn. Còn với chế độ cộng sản các anh chị không thể làm bất cứ điều gì, tôi nói 100 lần rồi, còn cộng sản là các anh chị từ chết tới bị thương, không có lựa chọn, no option, không có lựa chọn, chỉ có tụi nó mới có lựa chọn. Thành thử ra Việt Nam Cộng Hòa phải trở lại nhanh hơn mọi chánh biến có thể xảy ra ở Việt Nam, đó mới là đại phước của quốc gia và nhân dân. Còn nếu mà chúng ta trở lại sau tất cả những chánh biến xảy ra thì cái đó là đại họa, thì tôi nói lần nữa thì các anh chị sẽ hiểu. Thì cảm ơn các anh chị.